có điều kiện để mà tổ chức. Nhưng mà mời thầy cô ở trong kia đây. Mà tổ chức trong đó mà mình vô trong đó làm được là cái mình biết đúng không? Không có chuyện ra gì, vô trong đó là gặp được nhiều thầy cô. Giống như là giống như mình già rồi đi, đi lại giống như như mình bây giờ á. Nói giống như mình bây giờ vừa rồi là mình đăng cai tổ chức là 40 năm thì trong đó nó nắng ra được chim. Ê, đi mô tổ chức đừng có đừng đi trở về nhau là vui rồi. Đừng có chấp cách nhé. Người ta chơi này, thằng này, thằng ta bình đang ngay lý đi mau trong đường bữa gì lắm. Thằng ta trồn ngoài nữa, nó ngọt quý. Không hương ngay có thằng đó đi. Bữa bốn mấy năm rồi thế. Lại đi đứng đi. Sao không? Sao không ba? Lại đi đứng đi, bà em ra chi ngoài á. Để khi đem cái điện ở đây, thằng đã biết để em đi cho thôi. Có vợ anh